Tiểu S từ Hy Đệ bàn chuyện lấy chồng, nhìn lại quá khứ chồng ngoại tình, ép sinh con trai mà xót xa. Từ Hy Đệ chính là MC nổi tiếng của Đài Loan, cô còn được biết đến với tư cách là em gái của Từ Hy Viên. Vốn là người của công chúng, Từ Hy Đệ không ít lần đưa ra những lời khuyên cho phụ nữ. Mới đây, nữ MC nổi tiếng này nhắc nhở phụ nữ nên sống vì mình, không quá quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Cụ thể, trong một show truyền hình, Từ Hy Đệ chia sẻ, đừng để bản thân bị tác động bởi suy nghĩ rằng đến tuổi thì phải lập gia đình giống như mọi người thường nói. Một số người thường bị cha mẹ thúc ép nên chỉ cần tìm một người để kết hôn. Nhưng thực sự hôn nhân không phải là một trò đùa, mà muốn lấy là lấy, không thích là ly hôn ngay lập tức. Tôi thà chịu cô đơn còn hơn là tùy tiện tìm một người để kết hôn cho có. Hôn nhân bừa bãi như vậy là một lựa chọn khủng khiếp. Rất nhiều người sau khi nghe tâm sự của Từ Hy Đệ đã thể hiện sự đồng tình với cô. Người ta cho rằng một phụ nữ không cần quá quan tâm đến những vấn đề bên ngoài thay vì lo bản thân mình. Ngoài ra, Từ Hy Đệ cũng nhắc đến mẹ mình với thái độ kính trọng, nể phục. Cô nói mẹ dũng cảm hơn mình vì đã dám vứt bỏ hôn nhân không hạnh phúc, một mình xoay sở nuôi ba đứa con gái thành người. Sau ly hôn, mẹ Từ Hy Viên do không có bằng cấp nên tìm công việc rất khó khăn. Bà chuyển sang kinh doanh bất động sản, sau đó kiếm được nhiều tiền. Cũng nhờ thế, cả ba con của bà đều được ăn học đàng hoàng. Hy Viên và Hy Đệ đều trở thành những người nổi tiếng trong showbiz sau này. Từ Hy Đệ cho biết kính nhờ nghị lực và sự giỏi giang của mẹ mà hai chị em cô tránh được những mặt tối của showbiz. Nếu không có mẹ, chắc chúng tôi đã trải qua vô vàn khó khăn trong giới thị phi này. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng nữ MC đang tự cảm thán cuộc đời. Cô không dễ dàng ly dị với chồng nhiều tật, Hứa Nhã Quân. Từ Hy Đệ cảm thấy bản thân mình không thể dũng cảm như mẹ đẻ. Từ Hy Đệ kết hôn với Hứa Nhã Quân năm 2005, cặp đôi nhanh chóng có ba cô con gái. Những tưởng hôn nhân của cô và đại gia giàu có sẽ hạnh phúc thì không ngờ Hứa Nhã Quân là người đàn ông lăng nhăng có tiếng. Có nguồn tin vì các con mà cô mới chấp nhận nhẫn nhục dù chồng ngoại tình. Điều bất ngờ là dù chồng ra ngoài gặp bồ nhưng Từ Hy Đệ vẫn ra sức bảo vệ anh. Cô liên tục phủ nhận những tin đồn không hay về Hứa Nhã Quân. Điều này khiến không ít người bất ngờ vì MC nổi danh xứ Đài lại chấp nhận nhẫn nhục sống trong gia đình nhà họ Hứa. Một lần live stream trên mạng, Từ Hy Đệ vì say rượu mà thừa nhận bị chồng đánh đập. Cô còn tiết lộ bản thân chịu khá nhiều áp lực từ phía mẹ chồng vì mãi không thể sinh cháu trai cho nhà họ Hứa. Tuy nhiên, khi đã tỉnh rượu, Từ Hy Đệ lại tuyên bố, tôi thực sự không bị chồng đánh đập, hai chúng tôi rất yêu nhau, xin đừng bình luận về chồng tôi nữa, anh ấy là người tốt, chúng tôi tôn trọng nhau. Khi Hứa Nhã Quân bị cánh truyền thông chụp ảnh vui chơi trong ba thâu đêm với hai hot girl, thậm chí còn bóc bánh trả tiền, Từ Hy Đệ vẫn một mực bên vực chồng, cô nói rằng hai cô gái là bạn của Nhã Quân và mới đến Đài Loan chơi. Sau khi đưa bạn đi ba đêm, anh đưa hai người phụ nữ đi ăn, cả hai đều quen biết Hy Đệ. Nhiều người nhận định vì không thể sinh quý tử nên Từ Hy Đệ mới chấp nhận cuộc sống đau khổ để chồng ra ngoài lăng nhăng. Trong chương trình Khang Hy đến rồi, Từ Hy Đệ còn để lộ vết sẹo tím bầm ở vùng mắt trái đã khiến khán giả phẫn nộ. Trước ống kính, cô khéo léo tạo kiểu tóc lệch che vùng chấn thương nhưng vết sẹo vẫn bị phát hiện trong khoảnh khắc. Trong cuộc trò chuyện cùng tài tử Ngô Kỳ Long trong một chương trình, người đẹp thừa nhận từng bị chồng đánh hơn 2 lần trước sự ngạc nhiên của ekip. Nữ MC chia sẻ cô muốn sống ly thân nhưng không muốn ly dị với chồng vì sợ ba con gái chịu khổ. Hiện tại dù đã 40 tuổi nhưng Từ Hy Đệ vẫn có ý định tiếp tục sinh con với mong muốn có quý tử nối dõi và được nhà chồng yêu quý hơn.